James và em, hôm nay chúng ta sẽ học một số từ vựng về special decoration, những cái đồ vật trang trí đặc biệt. Nhưng mà đây là những cái kỳ quan rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì khi mà dịch ra tiếng Anh thì nó như thế nào? Cái đầu tiên là Big Ben, là cái tháp đồng hồ. Cái này nó ở đâu và nó như thế nào thì các bạn tự tìm hiểu nha. Big Ben, Harbour Bridge, Harbour Bridge, Big Ben, Easter Island Statue, Easter Island Statue, Leaning Tower of Pisa, Leaning Tower of Pisa, tháp nghiêng Pisa ở Ý nha. Tháp Big Ben ở Anh, Harbour Bridge là cái cầu cảng. Rồi, Mayan Pyramid, Mayan Pyramid, Kim tự tháp, Notre Dame Cathedral, Notre Dame Cathedral, nhà thờ Đức Bà, Eiffel Tower, Eiffel Tower, Great Wall of China, Vạn Lý Trường Thành, Great Wall of China, Tower Bridge, Tower Bridge, Fox Cowboy, Fairy Mushroom, Drum, Drum, này là cái trống. Mình sẽ học những cái từ rất là đơn giản thôi mà. Đây, Saxophonist, Saxophones, đây là cây càng saxophone, nhưng mà mình thêm cái âm đuôi, mình gọi là tiếp vị ngữ âm đuôi. Saxophonist, tức là người chơi saxophone, người thổi saxophone. Guitar players, người chơi guitar, hay là guitarist cũng đúng. Guitarist, guitarist, guitar player. Sing thì nó là động từ, là ca hát. Singer tức là danh từ, ca sĩ. Rồi bạn lưu ý cái từ drum, luôn luôn nó phải thêm s. Nó cũng giống như là cái cây chopsticks, cái đôi đũa, hay là cái gì mà nó có đôi nè, hay cái trouser, cái quần dài, cái gì mà đi hai cái thì mình phải luôn thêm s. Như là cái drum này, cái trống thì thường nó là đi một bộ với nhau, từ hai trở lên mình sẽ phải thêm s vào danh từ.